Xin cảm ơn chị Vân đã lựa chọn máy khử độc thực phẩm Lidl Ozone. Và bây giờ thì xin mời chị Vân cũng như quý vị khán giả cùng tìm hiểu về chiếc máy Ozone đa năng này nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng mở hộp sản phẩm Lidl Ozone để kiểm tra linh kiện bên trong. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm một máy khử độc Lidl Ozone. Trên thân máy chúng tôi có dán tem bảo hành ghi thông tin về thời gian xuất xưởng để các bạn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Một bộ dây sục gồm 2 dây nhựa và 2 quả sục để kết nối thân máy với hộp vệ sinh. Một quyển hướng dẫn sử dụng các sản phẩm để các bạn có thể nắm được các cách khử độc thực phẩm, khử trùng nước, khử mùi không khí, vệ sinh đồ sơ sinh của trẻ. Một phiếu bảo hành sản phẩm có giá trị lên đến 2 năm và đổi mới trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua. Nếu có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong thời gian bảo hành, bạn sẽ được HSVN hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi còn đính kèm 4 phiếu chứng nhận của Viện Kiểm nghiệm Poster về kết quả sau khi xử lý nước và thực phẩm bằng sản phẩm máy khử độc Lidl Ozone. Đây là giấy chứng nhận mà Viện Poster cấp cho các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bạn thân mến, dưới đây là toàn bộ gói sản phẩm khử độc thực phẩm Lidl Ozone của chúng tôi. Khi các bạn mua thì hãy lưu ý kiểm tra thật kỹ các linh kiện bên trong. Và nếu như các bạn có bất cứ một khó khăn nào, một vấn đề nào thì hãy liên hệ với số hotline của HSVN để được hướng dẫn và hỗ trợ.